À, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay nhà em ăn cơm. Hôm nay em làm món mới, đây là thịt bò xào thơm. Rất là ngon, thơm quá chừng luôn. Giờ em ăn cơm đơn giản hơn, mỗi người một dĩa. Rồi mời tất cả mọi người. Mày không được cắt à? Được cắt. Con xì dầu. Con xì dầu. Cháu xì dầu, mày lấy xì dầu ngon nha. Ừ. Ok, lục cát nè, lục cát. Lục cát lấy đủ tự cái phải ăn không? Mọi người dễ ăn không nhìn lộ. What is it? This is potato. No. Pineapple, ananas. Nên là буду ананас. Хочешь ананас? Cái thơm á con? Có không muốn trái tôm. Ừ. Ừ, ăn ngon lắm. Ồ, cũng được. Papa. Ừ. Ăn thơm yêu nha. Cái món này trong nhà hàng có bán không? Có không muốn tô ăn tôm. Chili chili. Tôi có đi vào đi. Chili chili. Cuốn sao? Đó. Ngon. Quá. Thơm. Ngon. Giòn. Ngon. Nó là thảo giống gì giòn. Có con bò. Hôm nay nhà mọi người ăn món gì? Ngoài ngày không ăn món mới thì ăn ngọt. Cách làm gì kỳ con? What do you think? Good. 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 No, very interesting. Pineapple. Use meat. Dear, yes. Chồng em lần đầu tiên ăn cái món thơm xào. Chỉ có nấu canh thì có. Chứ lần đầu tiên ăn món thơm xào thì thì có làm gì? Tôi sẽ không làm gì đó. Ой, мне ложечка кушались. А где ты кушаешь ли на лишь с палочкой? Потому что я умею, а ты нет. Нет, так. Да. Почему у меня это какая-то большая? Я хочу маленькую. Если будет большая тарелка, я буду большим. А когда маленькая, я хочу маленьким розочком. What about you, Rena? Мою? Любимую. What can you cook from Panipa? Nothing, because it's not Ukrainian food. And we only eat fish? Like, yes, like juice, like fresh. And salad? And salad sometimes. Maybe somebody use for cooking meat, chicken, I don't know, but it's exotic food for Ukraine. Cái món thơm xào á, hầu như chỉ có món là món là người châu Á mới ăn ha. Tự nhiên châu Á mình thơm rỉ á, xong rồi nghĩ tới nhiều món ăn từ thơm. Còn ở đây á, thơm mắc thì thường thường chỉ ăn sống, ăn kiểu là ép hoặc là ăn sống thôi, chứ không có nấu canh hoặc là xào như người Việt mình. Cho nên đu đủ mà nấu canh chậm cười mà đu đủ mà nấu canh á. Thôi con, sorry. Quay này cuốn là bye bye à. This meat is feel so very sure, sure, sure,
Sure. Bye-bye. Cô với chú. Sure, bye bye. Sure, bye 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 bye. Sure, bye bye. Remember, when I cook, eat now. Bye-bye. I cook with me and you feel, oh my god, very funny. Anyways. Ở Việt Nam mình có món đu đủ hầm dừa heo á, số 1. Cực kỳ ngon luôn. After Vietnam, I know the fruits are not only for juice. Cậu nói sau khi ăn Việt Nam mà nữa thì biết được tất cả các loại trái cây á, không phải là chỉ riêng ăn sống, còn là làm nước ép thôi, ngoài ra còn nấu rất ẩm thực rất nhiều món. And mint foods I eat only in Vietnam. Before my grandmother grow only for tea, just for tea. But I mean, it's salad, isn't it? But after you in Vietnam, I eat in salad and soup. Chợ ông nói hồi đó giờ sống ở đây á, mà ông chỉ biết cái lá này nè, rau húng á, húng lủi nè, thì chỉ biết là để làm cocktail hoặc là uống nấu nước trà uống thôi. Còn sau khi mà có vợ Việt Nam á thì được ăn chả giò hoặc là những cái món cuốn gỏi tươi rồi đó, salad gỏi trộn rồi đó, rồi ăn ăn mấy loại mì quảng, phở bò hay này nọ. Thì có luôn cái lá này thì mình rất là cảm thấy đa dạng. Nhiều. Ẩm thực Việt Nam đa dạng quá. Ủa em không biết được hết. Quá. Cái cô viên này. Nhiều. Đó. Ở đây sao nhỉ? Ở đây rất nhiều sốt. Sốt đây hả? Ở đây nhiều sốt. Nhiều sốt cho nó nhiều cái cơm con nó khỏi bị lẹt chứ không sao. Con rồi đó. Cái này kiểu lẹt. Lẹt là ăn nó lẹt nhất rồi đó, nó không có mùi vị mặn mà nó không ngon. Đang ăn thử miếng thịt này con à. Deposita. Del bianco. Cos'è il riso? Del bianco. Del bianco. Del bianco. È già stato del bianco. È già stato del bianco. Ma adesso cosa è stato del bianco? Morella. No? А что это слово деревянка? Он деревянный какой-то. Кто-то деревянный. Кто-то деревянный. Деревянка есть такая фамилия в Украине. Нет, он умер. Он умер? Mà
Nên chúng ta nên pha tô chay nhá. Nè, mày biết tại sao con không ăn cơm? Tại sao con không ngon? Sáng không ngon hả? Tại sao chỉ nhiều sốt? Sốt giờ nó nhiều sao? Bây giờ thì nãy cái tôi lấy sốt. Nhiều bao giờ giờ phải? Nãy cái tôi lấy cái sốt nhiều sốt, bắt đầu sẽ tăng bao sốt. Nhiều sốt mà. Ну хорошо, сейчас мы тебе белого риса насыпем. Будешь кушать? Ну, я хочу только на обычную рис, а не лишь много соуса. О, какой рис? Веком прям? А, так мы не ваня. Как? На... Cái này thích nhiều. Ừ, rồi à. Đây là говядина. Ai sẽ ra đi là говядина gì? Là говядина, dai vậy. Никто его не любит, никто его не ест. Да? Посадите на корочку. Это сахар большой. Его уже нет такой красной кофточки, машины, старинной машины. Да? Мне не дам, я. Он был моим, мой друг он был, а его уже в садике нет, он уже вырос. Он же в школе? Угу. Такой мой друг, его уже нет. Понятно. What? Say, say, one friend, but not he already in school, Захар. Sao bạn nó sao không? Đi học hả con? Ừ. Bạn nó không dám nó bạn học ở trường. Lớp 1 đúng không? Lớp 1. Dán năm nữa con vô lớp 1 con gặp anh. Con hả? Con vô học lớp 1 học chung trường với anh rồi. Rồi vô gặp anh. Học với chung với anh vui nha con hả? No, no. А ты его обрунул? Ну, конечно. Ну, как его использовать? Если он грязный, потом можно сделать вот так, закрыть. Еще раз использовать это, потом вот так, закрыть, потом вот так. И вот так. Самый маленький конец. Самый маленький конец. Video của anh em cũng tới đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nha. Bye bye, hẹn gặp lại cái video tiếp theo. Bye bye, Tommy. Bye bye, Tommy. Hôm nay trời ở ngoài không có nắng á, cho nên là nó hơi